Chào anh em nhé. Đấy, hiện tại thì buổi sáng thì hai anh em đang đi giữ gà anh em. Tối hôm qua gà mái về nhiều quá. Hôm nay thì giới thiệu cho anh em là về cái dòng lưới, cái dòng lưới hải lợi chuyên đánh gà trống và gà mái. Cái mẫu lưới này là mắt 8 phân anh em nhé. Đấy, ngoài đánh gà ra thì các bác có thể sử dụng lưới này đánh trích, đánh sâm, tu hú. Gà mái vào thì dính lắm anh ạ. Gà trống thì con được con không, nhưng gà mái thường thường vào lưới 8 phân này là bắt hết này. Mái tư quấn lưới này mắt 8 phân nha anh em, chiều cao mắt lưới của nó 100 mắt. Hàng này thì sợi là sợi 20, hàng không bị chạy mặt anh ạ. Béo ghê nhỉ. Gà mái năm nay hơi rẻ anh ạ. Rồi, được vào giá 90 thôi ở ngoài miền Bắc nhé. Còn khu vực anh em trong miền Nam thì nó nhiều chim hơn, cái thứ hai những người tiêu dùng ít hơn thì nó rẻ. Mãi nhơn có hương, loại này nó to, kiểu to chiều dài, người thì nó mỏng. Đâm ra là khi anh em mà đánh những cái lỗ lưới to hơn thì thường thường con gà là ép nó lọt đấy. Cái này thì có hai khổ chính, một là khổ 50m và hai là khổ 100. 50m thì em làm cho các bác là 3 cọc, 100m thì làm cho các bác là 5 cọc. Và lưới thì được thắt chống gió bên trên nhé các nhé. Thì lưới thì rất là nhiều, lưới vuông lưới. Cái chỗ cái này phải bắt con gì không? Này béo lắm anh ạ, này to thế. Đấy, các bác mua lưới thì liên hệ với số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Đấy, còn bên nhà em thì bán tất cả những cái dòng lưới dùng để bẫy chim đêm. Đấy, lưới bé nhất là lưới mắt 4/8, còn lưới to nhất là mắt 12. Thì những cái dòng lưới ví dụ như 7 phân đấy, được cũng được các bác thợ đánh sử dụng mua để đánh cái con gà mái rất là nhiều. Cái gà mái 8 phân thì cũng có nhiều khi là nó bị lọt thì các bác. Nhiều cọc làm ok hết cho các bác này. Cái lưới này thì làm theo quy chuẩn nhé, của anh em thợ đánh chuyên nghiệp. Khoan em mở cho các bác là 57. Đấy, miệng túi mở 57, làm 5 dây 4 túi cho các bác. Sang bên về mặt bên kia. Đấy, còn những cái tay đây là tay 7 phân nha các bác này. Tay các bạn vừa cầm là tay 7 phân. Thì trong cái khu vực đây là quy để đánh gà mái nhiều, nó bật về bãi nhiều các bác. Gà trống thường thường nó vòng xa hơn. Đây lưới 7 phân đây. Mặt lưới 7 phân này, thịt rất là nhiều các bác. Bên đây thì lưới 8 phân hết toàn bộ để đánh gà trống và các bác. Bên hùng này các bác. Ok nhá, các bác nào cần lưới thì liên hệ cho em. Để số điện thoại có màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.